Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay thứ sáu, ngày 10 tháng 10 năm 2014 của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Trong chương trình thời sự tối nay có những nội dung chính như sau. Đại biểu Quốc hội Quảng Bình tiếp xúc cử tri huyện Bố Trạch trước kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 13. Quảng Bình tổ chức lễ phong tặng và truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Chuyên mục Điền lợi ích của mọi nhà có phóng sự Điền lợi Quảng Ninh thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Sáng nay 10 tháng 10, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình do đồng chí Hoàng Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi tiếp xúc với cử tri huyện Bố Trạch trước kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 13. Sau khi nghe nội dung chương trình kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 13, hầu hết cử tri huyện Bố Trạch đã bày tỏ sự tin tưởng và kỳ vọng vào thành công của chương trình kỳ họp, đồng thời mong muốn những ý kiến kiến nghị của cử tri sẽ sớm được trả lời trong kỳ họp này. Cử tri huyện Bố Trạch cũng đề xuất một số vấn đề về chế độ chính sách đối với những người tham gia quân ngũ trong giai đoạn từ sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đến năm 1985. Cơ quan chức năng cần giám sát chặt chẽ hiệu quả việc cho thuê đất dài hạn trên địa bàn, có cơ chế chính sách và điều chỉnh nguồn vốn hợp lý cho chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đối với các xã khó khăn, chủ trương hỗ trợ đối với những hộ nông dân trồng rừng bị thiệt hại do thiên tai, giải pháp đối với một số công trình cơ sở hạ tầng bị xuống cấp. Sau khi nghe ý kiến phát biểu của cử tri, đại diện lãnh đạo địa phương và các đơn vị liên quan đã trực tiếp giải trình những vấn đề thuộc thẩm quyền. Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hoàng Đăng Quang đã tiếp thu và giải trình những vấn đề vướng mắc của cử tri và hứa sẽ tập hợp để chuyển cho các cơ quan chức năng xem xét giải quyết. Cũng trong sáng nay 10 tháng 10, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình đã tổ chức trọng thể lễ phong tặng truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước Bà mẹ Việt Nam anh hùng đợt 1 năm 2014. Dự lễ có đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Tại lễ phong tặng truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước Bà mẹ Việt Nam anh hùng, đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã đọc diễn văn ôn lại truyền thống đấu tranh anh dũng bất khuất của quân và dân tỉnh Quảng Bình trong những năm đấu tranh giành độc lập tự do cho Tổ quốc và những đóng góp hy sinh thầm lặng của các mẹ Việt Nam anh hùng. Diễn văn nêu rõ, trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta đã anh dũng kiên cường đấu tranh, thực hiện thắng lợi hai cuộc kháng chiến chống thực dân và đế quốc xâm lược, giành độc lập tự do cho Tổ quốc. Trong trạng sử giữ nước oanh liệt ấy, cả dân tộc Việt Nam đã trải qua nhiều hy sinh mất mát và đau thương. Nhiều gia đình đã hiến dâng những người thân yêu nhất của mình cho non sông đất nước. Trải qua hai cuộc chiến tranh, tỉnh Quảng Bình đã có 13.063 liệt sĩ, 19.322 thương bệnh binh, 6.300 người nhiễm chất độc da cam, 900 người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày. Trong những mất mát đau thương do chiến tranh gây ra, thì đau thương lớn nhất là nỗi đau của người vợ mất chồng, mẹ mất con. Trân trọng biết ơn và ghi nhận những cống hiến vô giá của những người mẹ, người vợ của các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Đảng và nhà nước ta đã ban hành nhiều chính sách chăm lo đến đời sống vật chất, tinh thần cho các mẹ. Đến cuối năm 2013, tỉnh Quảng Bình đã có 387 mẹ được phong tặng, truy tặng danh hiệu cao quý Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Để tiếp tục thực hiện chính sách của Đảng và nhà nước đối với người có công với cách mạng, thực hiện nghị định số 56 của Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình đã chỉ đạo các ngành, địa phương lập hồ sơ đề nghị và được Chủ tịch nước quyết định phong tặng và truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước Bà mẹ Việt Nam anh hùng cho 86 mẹ, trong đó 17 bà mẹ được phong tặng và 69 bà mẹ được truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Chúng ta đời đời ghi nhớ những hy sinh công lao đóng góp của các bà mẹ Việt Nam anh hùng nói riêng và phụ nữ Quảng Bình nói chung trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc. Từ đáy lòng mỗi người, chúng ta thường xuyên nêu cao tinh thần trách nhiệm, đạo lý uống nước nhớ nguồn, thực hiện thật tốt chính sách của Đảng, nhà nước đối với người có công nói chung, bà mẹ Việt Nam anh hùng nói riêng, đẩy mạnh các phong trào đền ơn đáp nghĩa ở mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị, trong khu dân cư, trong từng gia đình dòng họ và dành những gì tốt đẹp nhất đối với cá nhân và gia đình có công với cách mạng. Tại buổi lễ đầy ý nghĩa và quan trọng này, tôi đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, các sở ban ngành cấp tỉnh, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, các tổ chức kinh tế xã hội và nhân dân trong tỉnh nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm và phát huy kết quả đạt được, thường xuyên động viên, thăm hỏi, chăm lo cải thiện và nâng cao đời sống vật chất,
tinh thần cho các mẹ Việt Nam anh hùng, những cá nhân và gia đình có công với cách mạng, đồng thời tạo mọi điều kiện thuận lợi động viên các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, những người có công phát huy truyền thống cách mạng, góp phần cùng Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh xây dựng quê hương Quảng Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh. Tại buổi lễ, thưa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã trao huy hiệu và bằng danh hiệu của Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ ngh�ía Việt Nam cho các mẹ Việt Nam anh hùng và thân nhân các bà mẹ Việt Nam anh hùng được phong tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước bà mẹ Việt Nam anh hùng vì đã có nhiều cống hiến hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chiều nay 10 tháng 10, Ban chỉ đạo Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Quảng Bình đã tổ chức hội nghị tổng kết Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh lần thứ 7 năm 2013-2014. Đồng chí Trần Tiến Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng Ban chỉ đạo Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Quảng Bình chủ trì hội nghị. Toàn tỉnh có 154/159 xã, phường, thị trấn tổ chức thành công Đại hội Thể dục Thể thao cơ sở với sự tham gia của trên 40.000 vận động viên. Đại hội Thể dục Thể thao cấp huyện, thành phố được tiến hành từ quý 2 năm 2013 đến quý 1 năm 2014. Đại hội đã được tổ chức nghiêm túc, đảm bảo chất lượng. 7/7 huyện, thành phố đã tiến hành tổ chức thi đấu các môn thể thao có trong quy định của chương trình đại hội và đã thu hút được hàng nghìn lượt người tham gia và đến động viên cổ vũ. Toàn tỉnh có 11 cơ quan, đơn vị tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao, tạo nên không khí thi đua sôi nổi trong các cơ quan, đơn vị. Đại hội Thể dục Thể thao cấp tỉnh chính thức được tổ chức vào tháng 6 năm 2013, thu hút sự tham gia của 33 đơn vị địa phương với 1.500 vận động viên tham gia vào 12 môn thi đấu. Tại hội nghị, 12 cá nhân đã được nhận bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh vì đã có thành tích trong chỉ đạo Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh lần thứ 7 năm 2013-2014. 20 tập thể đạt thành tích xuất sắc đã được nhận cờ thi đua của Ban chỉ đạo Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng Ban chỉ đạo Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh đã đánh giá cao những kết quả đạt được trong Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Quảng Bình lần thứ 7 và mong muốn các đơn vị địa phương cần rút kinh nghiệm, nhìn nhận được những yếu kém tồn tại để tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao tiếp theo đạt kết quả cao hơn. Sáng nay 10 tháng 10, Thành ủy Đồng Hới đã tổ chức hội nghị quán triệt triển khai thực hiện chỉ thị số 36 của Bộ Chính trị về tổ chức Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ 12 của Đảng cho đội ngũ cán bộ chủ chốt toàn thành phố. Lãnh đạo Thành ủy Đồng Hới đã phổ biến các nội dung chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng theo tinh thần chỉ thị số 36 của Bộ Chính trị. Đồng thời triển khai kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Hới về thực hiện chỉ thị số 36 và hướng dẫn của Ban Tổ chức Thành ủy về công tác nhân sự cấp ủy tại Đại hội Đảng bộ, chi bộ cơ sở, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ 20, nhiệm kỳ 2015-2020. Về thời gian tiến hành đại hội ở các chi bộ, đảng bộ bộ phận trực thuộc Đảng bộ cơ sở bắt đầu từ tháng 1 năm 2015, hoàn thành trong tháng 3 năm 2015. Đại hội chi bộ cơ sở, đại hội đảng viên hoặc đại hội đại biểu Đảng bộ cơ sở bắt đầu từ tháng 4 và hoàn thành trong tháng 6 năm 2015. Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Hới chọn hai đảng bộ cơ sở là Đảng bộ Phương Bắc Nghĩa và Đảng bộ Quân sự thành phố tổ chức đại hội điểm và thực hiện chủ trương đại hội trực tiếp bầu Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư cấp ủy, hoàn thành trong tháng 3 năm 2015. Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ 20, nhiệm kỳ 2015-2020 dự kiến tổ chức trong tháng 8 năm 2015. Đảng ủy Quân sự tỉnh cũng vừa tổ chức hội nghị quán triệt triển khai cả chỉ thị kế hoạch về đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020. Hội nghị đã được nghe quán triệt triển khai nội dung chỉ thị của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng. Kế hoạch của Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh, hướng dẫn của Phòng Chính trị và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quân khu về công tác triển khai tổ chức và kiểm tra giám sát phục vụ Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh Quảng Bình lần thứ 14. Theo kế hoạch, Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh chọn Đảng bộ Phòng Kỹ thuật và phối hợp với Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Hới chọn Đảng bộ Quân sự thành phố Đồng Hới đại hội điểm để rút kinh nghiệm chỉ đạo. Các đảng ủy cơ sở chọn từ 1 đến 2 chi bộ tổ chức đại hội điểm rút kinh nghiệm. Đại hội chi bộ Đảng bộ bộ phận, Đảng bộ cơ sở được tiến hành từ tháng 2 năm 2015 đến ngày 31 tháng 5 năm 2015. Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ 14, nhiệm kỳ 2015-2020 dự kiến được tổ chức từ ngày 8 tháng 7 đến ngày 15 tháng 7 năm 2015.
Sinh thời, Bác Hồ từng nói, thi đua là yêu nước là thi đua, và những người thi đua là những người yêu nước nhất. Thực hiện lời dạy của Bác, lực lượng cựu chiến binh Quảng Bình không ngừng thi đua trong lao động sản xuất, gương mẫu đi đầu trong các hoạt động của địa phương, góp phần không nhỏ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ quê hương đất nước. Với mục đích tôn vinh các điển hình tiên tiến xuất sắc của cựu chiến binh Quảng Bình giai đoạn 2009-2014 và vinh dự đón nhận huân chương độc lập hạng 3, Hội cựu chiến binh tỉnh sẽ tổ chức đại hội thi đua yêu nước cựu chiến binh gương mẫu tỉnh Quảng Bình lần thứ 5, nhiệm kỳ 2014-2020. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên sóng QBTV vào lúc 7:30 ngày 15 tháng 10. Mời quý vị và các bạn đón xem. Chương trình thời sự tối nay sẽ được tiếp nối với một số thông tin trên các lĩnh vực đáng quan tâm khác. Chương trình chung tay vì cộng đồng tăng bò giống cho các hộ nghèo ở Minh Hóa. Bố Trạch, sản lượng khai thác thủy sản 9 tháng đầu năm đạt khá. Chuyên mục Điền lợi ích của mọi nhà có phóng sự. Điện lực Quảng Ninh thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Bây giờ mời quý vị và các bạn nghe thông báo của Cục Thuế Quảng Bình về danh sách các đơn vị nợ thuế đến ngày 8/10/2014. Công ty cổ phần du lịch Quảng Bình 893 triệu đồng. Công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng tổng hợp Hoàng Hà 876 triệu đồng. Công ty trách nhiệm hữu hạn Địa Cầu Xanh 835 triệu đồng. Công ty trách nhiệm hữu hạn bê tông Phan Vũ Quảng Bình 703 triệu đồng. Tổng công ty cổ phần khoáng sản và công nghiệp Đại Trường Phát 679 triệu đồng. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lâm Hải 677 triệu đồng. Công ty cổ phần gốm sứ và xây dựng Cosco 676 triệu đồng. Công ty trách nhiệm hữu hạn Trường An 651 triệu đồng. Công ty cổ phần đầu tư và thương mại Hồng Đức 602 triệu đồng. Công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng tổng hợp Hưng Thịnh 591 triệu đồng. Công ty trách nhiệm hữu hạn Lạc Hồng 559 triệu đồng. Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất nhôm Asia Vina Taiwan 552 triệu đồng. Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Thanh Đông 521 triệu đồng. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sản xuất vật liệu Quảng Bình 499 triệu đồng. Chi nhánh miền Trung, công ty cổ phần xây dựng và phát triển kinh doanh tại Quảng Bình 486 triệu đồng. Thưa quý vị và các bạn, hôm qua ngày 9 tháng 10, Ban chỉ đạo chương trình chung tay vì cộng đồng đã tổ chức lễ trao tặng bò giống cho 15 hộ dân ở các xã Hòa Thanh, Dân Hòa, Trung Hòa và Hòa Phúc, huyện Minh Hóa. Dự lễ có đồng chí Trần Tiến Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Hiện nay, trên địa bàn huyện Minh Hóa có trên 4.300 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ trên 35% dân số toàn huyện. Vì vậy, trong thời gian qua, cấp ủy chính quyền địa phương huyện Minh Hóa luôn nỗ lực tìm nhiều giải pháp giúp người dân nơi đây phát triển kinh tế, thoát nghèo một cách bền vững. Chương trình chung tay vì cộng đồng là một hoạt động an sinh xã hội có ý nghĩa thiết thực nhằm chia sẻ với những khó khăn thiếu thốn của đồng bào nghèo, đồng bào ở vùng sâu vùng xa. Đồng thời, giúp người nghèo có thêm phương tiện sản xuất để từng bước thoát nghèo, vươn lên trong cuộc sống. Cảm ơn chương trình đã hỗ trợ bò cho bà con. Khi đem về nhà, tôi sẽ cho nó ăn, vỗ béo để nó sinh ra nhiều con bê con, phát triển kinh tế gia đình. Trong đợt này, Ban chỉ đạo chương trình chung tay vì cộng đồng đã trao tặng 15 con bò lai sinh sản cho 15 hộ gia đình nghèo trên địa bàn các xã Hòa Thanh, Dân Hòa, Hòa Phúc và Đồng Hòa. Đây là các hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Mỗi hộ sẽ được nhận một con bò giống sinh sản. Trong thời gian tới, để tiếp tục phát huy hiệu quả của chương trình, tôi đề nghị chi nhánh Viettel Quảng Bình phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng tăng cường công tác tuyên truyền, vận động để các tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân nhận thấy được ý nghĩa, mục đích mà chương trình này mang lại, để từ đó huy động được sự hưởng ứng tham gia của đông đảo nhân dân trong và ngoài tỉnh, để ngày càng nhiều hơn nữa người nghèo được hỗ trợ bò từ chương trình, từ đó tạo sinh kế nhằm vươn lên thoát nghèo bền vững. Sau khi được tặng bò giống, các hộ gia đình đã ký cam kết không được bán hoặc tặng cho người khác và thực hiện tốt việc chăm sóc, nuôi dưỡng, phòng trừ dịch bệnh, đảm bảo các điều kiện cho đàn bò phát triển tốt. Từ đầu năm đến nay, nhờ thời tiết khá thuận lợi nên sản lượng khai thác thủy sản của huyện Bố Trạch đạt khá. Trong 9 tháng đầu năm 2014, bà con ngư dân huyện Bố Trạch khai thác được hơn 16.000 tấn thủy hải sản, đạt 76% kế hoạch, tăng hơn 9% so với cùng kỳ. Trong đó, sản lượng đánh bắt đạt gần 15.000 tấn, sản lượng nuôi trồng đạt hơn 1.500 tấn. Hiện tại, toàn huyện Bố Trạch có gần 800 phương tiện tàu thuyền phục vụ khai thác thủy sản, trong đó có hơn 300 tàu thuyền có công suất từ 90 cv trở lên. Với sự đầu tư tàu cá hiện đại, công suất lớn theo chủ trương của chính phủ,
không chỉ giúp ngư dân khai thác thủy sản ngày càng hiệu quả, mà còn góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Thực hiện chương trình trồng cây vụ đông, hiện nay các địa phương trên địa bàn huyện Quảng Trạch đã tích cực vận động bà con nông dân đưa các loài rau màu vào trồng trên các chân ruộng khô ráo. Với phương châm thu hoạch lúa hè thu tới đâu, tiến hành trồng cây vụ đông tới đó, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Quảng Trạch, Trạm khuyến nông đã tích cực hướng dẫn các địa phương đưa số diện tích chân ruộng cao vào trồng các loài cây vụ đông như khoai lang, ngô, rau màu các loại để tăng thêm thu nhập kinh tế gia đình. Đến nay các địa phương đã trồng được 210 hectare khoai lang, 35 hectare rau màu các loại. Bà con nông dân đang tích cực chuẩn bị trồng 70 hectare ngô. Các địa phương có diện tích trồng cây vụ đông cao như xã Quảng Xuân, Quảng Tùng, Quảng Phú, Quảng Hợp, Quảng Châu, Quảng Phương, Quảng Lưu. Để khuyến khích bà con nông dân trồng cây vụ đông, huyện Quảng Trạch đã quyết định hỗ trợ giống ngô nếp và các loại giống rau cho bà con nông dân. Theo kế hoạch, từ nay đến cuối tháng 10 năm 2014, huyện Quảng Trạch sẽ hoàn thành việc gieo trồng cây vụ đông. Thời gian qua, huyện Lệ Thủy đã tích cực đẩy mạnh công tác bảo vệ rừng, khai thác và lưu thông lâm sản, góp phần đưa lâm nghiệp trở thành ngành kinh tế trọng điểm của huyện. Huyện đã tập trung mọi nguồn lực làm tốt công tác phòng cháy chữa cháy rừng và ngăn chặn xử lý kịp thời việc lấn chiếm đất rừng trên địa bàn. Đến nay toàn huyện đã trồng mới được 745,6 hectare. Bên cạnh đó, diện tích rừng được chăm sóc là 9.020 hectare, khoanh nuôi 3.000 hectare, bảo vệ 30.000 hectare, đưa độ che phủ rừng lên gần 69%. Sự ước sản lượng gỗ khai thác 30.286 mét khối và nhờ thông đạt trên 890 tấn. Nhờ thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ giá giống và hướng dẫn kỹ thuật phát triển lâm nghiệp tại địa phương, hiện nay nghề trồng rừng ở huyện Lệ Thủy đã trở thành một nghề mang lại nguồn thu nhập ổn định cho bà con nông dân. Thưa quý vị và các bạn, Công ty Điện lực Quảng Bình hiện đang quản lý trên 4.400 km đường dây điện với hơn 210.000 khách hàng và 7 đơn vị điện lực trực thuộc ở 6 huyện và 1 thành phố. Để đáp ứng tốt nhu cầu ngày càng cao của khách hàng về sử dụng điện, thời gian qua, việc chỉ đạo đôn đốc các đơn vị điện lực trực thuộc thực hiện công tác kinh doanh điện năng và dịch vụ khách hàng đã và đang được Công ty Điện lực Quảng Bình thực hiện hiệu quả. Trong chuyên mục Điện lợi ích của mọi nhà hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn phóng sự Điện lực Quảng Ninh thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Điện lực Quảng Ninh hiện đang quản lý trên 180 trạm biến áp với dung lượng trên 32.000 kV/A, 500 km đường dây điện bao gồm đường dây trên không 22 kV, 35 kV, đường dây hạ áp và hệ thống cảm ngầm trên địa bàn 13 xã Vĩnh Ninh, Hiển Ninh, Xuân Ninh, Trường Xuân, Tân Ninh, An Ninh, Vạn Ninh, Võ Ninh, Hàm Ninh, Duy Ninh, Gia Ninh, Hải Ninh, xã Hồng Thủy, huyện Lệ Thủy và thị trấn Quảng Hào. Điện lực Quảng Ninh hiện có trên 24.700 khách hàng mua điện với số lượng quản lý trên lưới điện lớn. Cộng với việc nhu cầu về sử dụng điện của khách hàng ngày càng tăng, vì vậy đơn vị đã chủ trọng việc đẩy mạnh tư vấn cấp điện và giải quyết những thắc mắc của nhân dân trên địa bàn thông qua phòng kinh doanh hoạt động theo hình thức một cửa. Từ đó, những vấn đề liên quan đến tư vấn, ký kết, gia hạn hợp đồng mua bán điện sẽ được cán bộ nhân viên của Điện lực Quảng Ninh triển khai thực hiện nhanh chóng để đáp ứng tốt nhu cầu của người dân. Tôi là một người sử dụng điện sinh hoạt của Điện lực Quảng Ninh rất lâu rồi, phải nói là vài chục năm rồi. Nhưng mà qua quá trình sử dụng thì phải nói là cái bộ phận phục vụ của Điện lực Quảng Ninh là rất tốt. Sau khi mà có cái sự cố mà lên đến báo cáo về chi nhánh, về cái tổ sửa chữa là có nhiều tới là phục vụ kịp thời, cho nên tôi thấy là sử dụng điện như thế là rất hài lòng. Trong 9 tháng đầu năm 2014, Điện lực Quảng Ninh cơ bản đã thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của đơn vị. Cụ thể, số điện thương phẩm thực hiện đạt trên 34 triệu kWh, đạt 97% so với năm 2013. Giá bán điện bình quân đạt trên 1.400 đồng trên 1 kWh. Doanh thu đạt trên 54,5 tỷ đồng, tăng 5% so với doanh thu của cả năm 2013. Để đạt được những kết quả trên, ngoài sự nỗ lực cố gắng của tập thể cán bộ, công nhân viên và công nhân của Điện lực Quảng Ninh, còn phải kể đến hiệu quả từ việc kiểm soát chống tổn thất điện năng của đơn vị và tuyên truyền cho người dân về việc tiết kiệm điện, đồng thời tổ chức các đợt tuần tra nhằm phát hiện và xử lý kịp thời những trường hợp cá nhân, tập thể có hành vi vi phạm về sử dụng điện.
sau khi chúng tôi là có cái biên bản kiểm tra hành lang tuyến về và tất cả các cái vụ vi phạm trên hành lang tuyến thì chúng tôi đã gửi các cái văn bản về công ty, các cái cơ phòng ban chức năng, ví dụ phòng kỹ thuật an toàn này, rồi phối hợp phòng thanh tra pháo chế và được sự chỉ đạo của lãnh đạo công ty thì đã trực tiếp đến là cùng với đơn vị chúng tôi đến với là khách hàng để làm được, tức là để mà mình giải quyết tất cả những cái vướng mắc đó đấy. Với sự phối hợp của chính quyền địa phương nữa, cho nên là tất cả các cái vụ việc đó đều chúng tôi là đều giải quyết một cách ổn thỏa. Với những kết quả đạt được, Điện lực Quảng Ninh đã vinh dự được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình trao tặng bằng khen vì đã có những thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống và khắc phục nhanh cơn bão số 10. Bằng khen của Tập đoàn Điện lực Việt Nam dành cho đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua. Đây cũng là một trong những đơn vị đạt thành tích cao về sản xuất kinh doanh của công ty Điện lực Quảng Bình trong năm 2013. Chúng tôi đã chỉ đạo các điện lực tăng cường công tác kiểm tra vận hành, tăng cường công tác tiếp xúc với khách hàng, rồi là kịp thời sửa chữa những hư hỏng của lưới điện, rồi là vận động bà con sử dụng điện tiết kiệm. Và trong thời gian qua, chúng tôi đã chỉ đạo tất cả các điện lực tập trung toàn bộ nhân lực để sửa chữa lưới điện, đảm bảo vận hành trong mùa mưa bão. Không chỉ riêng Điện lực Quảng Ninh mà hiện nay tất cả các điện lực trực thuộc công ty Điện lực Quảng Bình vẫn đang tiếp tục thực hiện tốt việc sản xuất kinh doanh, đáp ứng nhu cầu sử dụng điện của khách hàng, để từng bước khẳng định vị thế và tầm quan trọng của ngành điện trong đời sống cộng đồng. Quý vị và các bạn vừa xem xong chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Sau đây là những thông tin dự báo thời tiết và bản tin thể thao. Dự báo thời tiết Quảng Bình đêm mùng 10 ngày 11 tháng 10 năm 2014. Khu vực miền núi mới thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù rải rác, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 30 độ. Khu vực đồng bằng ven biển mới thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ. Khu vực thành phố Đồng Hới mới thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió tây bắc cấp 2, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ. Dự báo thời tiết biển không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 4, biển bình thường, sóng biển cao từ 0,5 đến 1 m. Dự báo thời tiết đêm 11 ngày 12 tháng 10, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày có lúc nắng, gió bắc đến tây bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 29 độ.